Chào mọi người, mình tên là Bảo Anh, năm nay mình 28 tuổi, thì hiện tại mình đang ở quận Tân Bình. Mình có đến nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Bác sĩ Trần Phương. Và hiện tại cái mũi của mình hôm nay là ngày thứ 11 và mình đến đây cắt chỉ. Hôm nay là ngày thứ 11, thật ra thì những ngày đầu của mình cũng còn đang sưng, bây giờ nó cũng vẫn thế. Nhưng mà khi mà mình đi, bởi vì mình hiện tại mình đã đi làm rồi, thì mọi người đồng nghiệp và trong công ty của mình ấy, thì mọi người cũng đều nhận xét là dáng mũi rất là tự nhiên, mặc dù nó đang còn hơi sưng. Nhưng mà nhìn thì đôi khi mọi người không để ý là không biết là đã vừa làm mũi xong luôn. Thì hiện tại thì mình đang cảm thấy là hài lòng với dáng mũi này, vì là nó rất là hài hòa với khuôn mặt của mình. Nó không có bị cao quá hoặc là nó bị giả quá, nên là mình thấy là khá là happy. Hy vọng rằng sau một tháng tới thì nó sẽ gom vào và nó sẽ đẹp hơn nữa. Thật ra dáng mũi của mình trước khi nâng ấy thì nó cũng đã có sóng mũi rồi, nhưng mà hai cái bên gù mũi này thì nó hơi to và hơi bè, và thêm nữa là cái đầu mũi của mình nó không có được gọn, được thon, nó hơi bị bè và to cái đầu mũi, nên dẫn đến là cái dáng mũi của mình nó hơi bị thô. Thì thật ra thì khuôn mặt mình nếu như mà nhìn về tổng thể thì nó cũng sẽ không phải là đáng chú ý lắm. Nhưng mà bởi vì bản thân mình là ngày nào cũng nhìn vào cái mũi của mình, nên là mình thấy là cái khuyết điểm đó thì mình muốn nó hoàn thiện hơn, nên là mình mới đi sửa mũi. Cái gói nâng mũi của mình làm là chất liệu là silicone của Mỹ. Mình nâng sóng mũi và độ sụn tai ở phía đầu mũi. Thì thật sự là khi mà mình đi làm mũi, mình cũng đã tìm hiểu khá là nhiều. Thì mình biết là, tức là khi mà mình làm mũi, mình đau nhất là cái phần tiêm thuốc tê vào. Tiêm thuốc tê xong thì nó sẽ không đau nữa, nên là mình cũng khá là lo về cái việc tiêm thuốc tê, nó sẽ rất là đau. Mọi người nói là cái mũi tiêm thuốc tê nó đau kinh khủng lắm. Vậy nên là mình cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Nhưng mà sau đó thì khi mà mình thật sự vào làm ấy, thì mình thấy bác sĩ Phương làm mọi thứ, thao tác nó đều rất là nhanh gọn. Và trong quá trình làm thì nó đã có cái hiệu quả của thuốc tê rồi, nên mình gần như không có cảm giác gì hết. Và cái phẫu thuật của mình nó chỉ kéo dài khoảng 20-25 phút thôi, nó rất là nhanh, mình nó nhẹ nhàng hơn mình tưởng tượng nó rất là nhiều. Về nhà thì gần như là mình không gặp khó khăn gì cả. Chỉ có ngày đầu tiên là nó đang còn cái nút mũi ở đây để cho mình ngăn dịch và định hình cái cấu hình dáng mũi, thì mình cảm thấy nó hơi bị khó thở một chút xíu thôi. Còn lại thì mình vẫn đi làm và sinh hoạt và ăn uống như bình thường. Sau 3 ngày thì mình có nhận được cái clip phẫu thuật của mình, kèm theo đó là những cái hướng dẫn liên quan đến việc chăm sóc mũi, cũng như là nếu như mà bạn thấy có những cái dấu hiệu gì thì mình có thể đọc trong đó để mình tìm hiểu về kiến thức. Khi mà mình nhận được cái clip đó ấy, một phần ấy, mình nghĩ là mình đến với bác sĩ Phương cũng là vì là nó khác biệt hoàn toàn so với các nơi khác. Bởi vì các nơi khác là gần như là chắc chắn là mình đi tìm hiểu là nó không hề có cái việc là sau phẫu thuật một cái là gửi video clip về cho mình. Thì riêng cũng mỗi mình bác sĩ Phương có cái đó thôi, thì mình cảm thấy là khi mà có cái đó, lúc đấy là mình chưa đến tư vấn nha, nhưng mình thấy cái đó nó rất là mới. Bởi vì là khi mà mình nhận được cái video clip đấy, thứ nhất là mình biết được chắc chắn là bác sĩ Phương làm cho mình. Thứ hai là cái chất liệu đó đúng là cái chất liệu mà mình yêu cầu từ ban đầu. Và cái thứ ba là cái vệ sinh trong cái quá trình mổ, cái quy trình mổ nó có đúng hay không, hoặc là nó có an toàn hay không đó. Thì mình nghĩ là bác sĩ dám, tức là bác sĩ gửi cho mình những clip như vậy, tức là chắc chắn là những cái điều kiện đó là nó hoàn toàn đảm bảo rồi, nên nó cũng là một phần khiến mình yên tâm hơn mà mình đến tư vấn là bác sĩ Phương. Thì mình thấy bác sĩ Phương là tư vấn rất là chân tình, hợp lý. Mình thấy thế bởi vì là khi mình đi nghe tư vấn rất là nhiều thì mỗi nơi tư vấn nó sẽ khác nhau, và mình cũng hỏi bác sĩ những cái thắc mắc của mình nữa và hoàn toàn được bác sĩ giải đáp, và mình cảm thấy an tâm luôn. Nên là khi mà mình vừa mới tư vấn bác sĩ Phương xong một cái là mình xuống mình đồng ý làm luôn, chứ mình không có đi nơi khác nữa. Thế là đầu tiên về bác sĩ và cái chuyên môn của bác sĩ thì mình không còn phải bàn cãi gì nữa, bởi vì đã nói từ phía trước rồi. Cái phần thứ hai là về liên quan đến việc chăm sóc trong cái sau cái quá trình phẫu thuật, thì mình thấy nhân viên rất là nhiệt tình, cởi mở, dễ thương, thân thiện, thì mình thấy ai cũng thế. Nên là mình cảm thấy rất vui và happy, và mình thấy chọn lựa của mình là chính xác. Thì bản thân mình ấy là một người mà, tức là đã nhìn thấy và muốn sửa cái mũi của mình từ đây rất là lâu rồi, từ cách đây 10 năm nữa. Thì mọi người thấy là một cái khoảng thời gian nó rất là dài luôn. Mà dài như vậy nên là sẽ có những cái thời điểm mà mình hứng khởi lên là mình rất là muốn làm, sau đó thì nó lại thụt xuống. Vì thứ nhất là liên quan đến ví dụ như xung quanh mình sẽ có những người mà người ta phải làm đi làm lại nhiều lần, hoặc là có những người phải hoại tử, hoặc là dẫn đến những biến chứng mà người ta phải tháo hẳn ra luôn. Nên là mình cũng khá là lo lắng, bởi vì thà như mình xấu hẳn thì không sao, nhưng mà mình đẹp lên một chút xíu mà nhiễm hay mà không đẹp một cái thì nó rủi ro rất là lớn. Nhưng mà sau đó thì mình suy nghĩ là như thế này, bởi vì mỗi người chỉ sống một lần trong đời ta. Thế nên là nếu như mà bạn thật sự mong ước và thật sự muốn hoàn thiện bản thân mình thì hãy cố gắng nhất có thể. Và mình không làm gì để mình phải hối hận hết. Còn nếu mà mình đã làm hết sức rồi mà mình không có được nữa thì ok, nó là cái duyên, nó chỉ đến đấy thôi. Mình nghĩ như thế vậy. Thế nên nếu như mọi người có nhu cầu muốn mạnh dạn làm đẹp, muốn mình tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, trong công việc, trong cuộc sống của mình, thì mình vẫn khuyến khích mọi người nên làm.
Nhưng mà mọi người khi làm thì nhớ chọn một nơi mà mình cảm thấy tin tưởng nhất, bác sĩ mà mình cảm thấy phù hợp nhất với bản thân mình, để tâm trạng tâm lý của mình thoải mái nhất và nó cũng tốt nhất trong cái quá trình hồi phục. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cái chia sẻ nãy giờ của mình. Mong là nếu như mà mọi người có nhu cầu mình đi chỉnh sửa, đi nâng mũi hoặc là làm đẹp những các cái phần khác trên cái gương mặt hoặc bộ phận cơ thể của mình thì mọi người sẽ thành công. Cảm ơn mọi người.